Trẻ em không đi học mẫu giáo có được vào lớp 1 hay không? Đây là một vấn đề mà nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt đó là những phụ huynh có con em chuẩn bị bước vào lớp 1. Để giải đáp những thắc mắc này của nhiều người, mời các bạn chúng ta cùng tham khảo hết video này nha. Thì theo quy định tại khoản 1 điều 14 luật giáo dục năm 2019 có quy định cụ thể như sau. Thứ nhất, giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc. Thứ hai, thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, nghĩa là từ lớp 6, lớp 9 đó. Theo quy định trên, trong hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay, chỉ có giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc. Còn đối với giai đoạn mẫu giáo, thì hiện nay nhà nước chủ trương thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Như vậy, giáo dục mầm non không phải là cấp bậc giáo dục bắt buộc đối với trẻ em, nên trẻ em không bắt buộc phải đi học mẫu giáo trước khi vào lớp 1. Nhưng nếu các em không được đi học mẫu giáo, đặc biệt là mẫu giáo 5 tuổi, thì sẽ không được trang bị một số kiến thức nền. Khi vào lớp 1, các em sẽ khó theo kịp các bạn bè cùng trang lứa.